Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Và buổi sáng hôm nay thì trong khi các bạn bạn Hải Sapa TV với bạn Phạm Dũng, Phan Diễm cùng với Song Hỷ đang ngủ thì mình đã đi check-in tại cái nơi gọi là Vành Móng Ngựa, mà nơi này là điểm check-in đẹp nhất khi mà chúng ta đến đây. Đây, xin mời các bạn tham quan và ngắm chút cảnh ruộng bậc thang buổi sáng ở đây nhé. Đây các bạn này, buổi sáng hôm nay đúng là khá là đẹp. Đấy, toàn bộ là phía bên dưới này đang là biển mây. Đấy, bây giờ thời điểm này bây giờ đang là 6 giờ sáng các bạn. Toàn bộ là biển mây luôn. Đấy, phía xa xa bên kia nữa. Đây, phía trên này thì có rất nhiều các cô chú đang check in, chụp ảnh. Đấy, mình sẽ đi quay chia sẻ buổi sáng cho các bạn ở đây. Sau đấy thì mình sẽ về cùng các bạn ăn sáng và tiếp tục hành trình các bạn nhé. Hiện tại thì ở Hoàng Su Phì đây là nơi mà có ruộng vẫn còn, tức là lúa thôi. Các bạn nhìn này, lúa thì bây giờ mới bắt đầu chín thôi. Cái này chắc cũng phải tầm một tuần nữa thì là mới gặt. Chào các cô nhá. Chào. YouTuber ạ. Dạ. Kênh của cháu là Chợ Phiên Tây Bắc ạ. À, Chợ Phiên Tây Bắc mình có theo dõi. À thế ạ, cảm ơn cô. Cháu hay đi cùng bạn Hải Sapa TV ạ. À, ok. Dạ. Đấy. Các cô cũng có biết mình các bạn ạ. Đây, lúa này quá đẹp luôn. Đấy, cả cô các chú cũng dậy rất sớm. Cao cô chú nhá. Xin chào. Cô chú dậy hơi sớm đấy. Dạ. Đúng giờ. Dạ đúng giờ ạ. Quả này mà coi như là cả ngày hôm qua là thành công rồi. Đi lên đây là đúng là thành công rồi đúng không ạ? Rất đẹp luôn các bạn. Các cô đang tác nghiệp. Bây giờ các bạn trẻ là không thể nào mà dạy được đâu, nhưng các cô đã dạy rồi. Dạ. Khá là đẹp luôn. Đấy. Đây các bạn này, phía trên rất nhiều người đang tác nghiệp, có cả các du khách nước ngoài nữa. Đấy. Đứng ở góc này nhìn xem, quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời các bạn. Đấy, có chia sẻ với các cô chú chị ở đây khi mà đi lên trên này ấy. Đấy, thì buổi sáng sớm bình minh thì nên chọn những cái thời điểm thích hợp nhất này. Đấy. Mình là quá tuyệt vời luôn, có rất nhiều các cô chú anh chị nhiếp ảnh ra rồi du khách đi đến khu vực này để check in. Đây. Biển mây ở dưới thì bây giờ nó cũng còn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Rất đông luôn. Em đi bên
được rào chân. Buổi sáng nay mình nhìn thấy chủ yếu tập trung là các cô trung niên này các bạn. Đó. Đẹp chưa? Không bỏ công là đi một quãng đường rất là xa xôi thì mà đến đây. Mình đứng ra luôn ở đây. Không. Các cô diễn đi. Diễn mạnh này, diễn diễn nhiệt tình lên. Sao sao không? Sao cánh bắt sao cánh? Đấy. Đây các bạn này. Đứng góc này mới thấy sự bao la hùng vĩ. Quá là đẹp luôn. Đấy. Sau khi mà đi check in ở khu vực Vành Móng Ngựa về thì xin giới thiệu với các bạn, đây là cái khu homestay mà tối qua anh em mình đã ngủ ở đây. Đấy. Ở đây thì có những cái căn phòng rất là xinh xắn luôn các bạn. Có một cái ao rất là đẹp. Rất là hay luôn. Để bạn trẻ đến đây thì theo mình cảm nhận là nó sẽ rất là chill đấy. Đấy. Ngoài ra mọi người đến đây có thể câu cá ở đây luôn. Câu cá nếu như câu được thì thưởng thức luôn cái bữa tối. Đây, mình ở phía khu ngoài này. Mình đi vào xem các bạn dậy chưa. Buổi sáng ở đây thì nói chung là lúc mình đi lên mà đón bình minh ấy, thì ở trên nó rất là đẹp. Nhưng mà đây là dưới làng, do vậy là mù nó kéo đến. Đây, ui, hoa sim đẹp chưa các bạn này. Ở homestay này thì nhà anh ấy trồng một dãy toàn là hoa sim đây. Mình sẽ đi vào xem là anh ấy chị ấy chuẩn bị ăn sáng cho anh em mình như thế nào. Ồ, hoa sim đẹp chưa. Đấy. Đây, đây là khu không gian bếp nha, của homestay các bạn ạ. Đấy, chị chủ thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Chào chị nha. Đấy. Nay dậy phải dậy sớm vất vả lắm không? Vâng, em dậy từ lúc 5 giờ rồi ạ. 5 giờ đúng không? Vâng. Em cũng dậy từ lúc 5 giờ đi lên Vành Móng Ngựa đấy. Đấy, hôm bữa sáng hôm nay thì anh em mình sẽ ăn mì tôm. Nói chung là ở đây thì homestay của toàn là nhà dân, do vậy là chỉ có mì tôm buổi sáng thôi chứ không có bún phở như ở ngoài quán đâu. Thì mình sẽ lựa chọn đấy là mì tôm trứng. Chị cũng đang chuẩn bị cho mình mì tôm rồi. Và trứng đây nữa. Đấy, chị bắt đầu rán trứng cho em đi. Đây, ngoài ra thì chị cũng dậy rất sớm để chuẩn bị cái món rau cải để cho vào mì tôm nữa. Thường thường thì homestay nhà mình là homestay cái gì nhỉ? Bậc thang vàng đúng không? Homestay bậc thang vàng nằm tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên của huyện Hoàng Su Phì nhé. Đấy. Khi mà du khách đến đây thì có thể trải nghiệm và ngủ êm ở đây. Ngủ ở đây rất là ok, tối qua ngủ rất là ngon. Đấy, chị có thể đọc số điện thoại nhà mình để khi mà khách hàng đến có thể gọi liên hệ với chị theo số điện thoại nào? Vâng, số điện thoại là 0948 069 789 ạ. 0948 069 789 đúng không? À. Ok. Đấy. Chị ốp cho em đi. Ốp cho em. Xong là chuẩn bị mì tôm cho em nhé.
Mình sẽ đi ra ngoài gọi các bạn ấy dậy để chuẩn bị ăn sáng đây. À, bây giờ thì bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Anh em mình phải gọi các bạn ấy dậy mới được. Chào buổi sáng. Chào Minh Tây Bắc. Tối qua ngủ ngon không? Quá ngon. Ôi rồi anh buổi sáng hôm nay anh đi lên trên vành móng ngựa ấy. Đấy anh check in trên đấy. Sau đấy là anh cũng đã về anh chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bữa sáng triệu view ấy. Đừng có đùa. Nhưng mà anh Hải đâu ta? Đâu rồi? Hải ơi, đi qua đập cửa nhà anh Hải đi. Thanh niên này là thanh niên mà ngủ dễ mụn nhất. Quên Hải là phải gọi vậy nè. Hello. Chào buổi sáng. Hello. đang tìm xem tối qua như thế nào đấy. Tối qua xem ngủ ngon không nào? Quá ngon luôn. Rồi bây giờ anh em mình đi xuống dưới kia. Mình cũng đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Đấy, mọi người đi xuống dưới ăn sáng. Ok, let's go. Đi thôi. Nào. Ăn sáng thôi. Buổi sáng hôm nay khá là đẹp đấy. Anh sợ là buổi sáng nó mưa, nó mù. Nhưng mà đúng là thời tiết hôm nay là chiều lòng anh em mình. Nắng lên thấy đúng rồi. Sáng là mù bực luôn. Ở đây ngủ đúng là nó yên bình nhờ. Đây, bên này mà. Bên này mà à, mình đi ra bên này. Đẹp quá, em xuống đi xuống mây luôn á. Quá đẹp luôn đấy. Giờ này là mở bay luôn. Đẹp chưa? Đẹp quá đẹp. Sáng ở trên kia biển mây đẹp lắm. Anh tính là gọi mọi người dậy nhưng mà lúc đấy nó hơi sớm. Anh đi lúc mấy giờ? Anh đi lúc 5 giờ. Bây giờ đó là anh không kêu là đúng rồi đó. Đấy. Các bạn đi xuống đường này. Xuống đường này. Đấy. Đúng rồi. Đi ra phía bên ngoài. View quá đẹp luôn nhá. Con gà. Ngồi bên kia em. Đấy, anh cũng đã cho bảo anh chủ ở homestay đây chuẩn bị cho mình ngồi bên kia rồi. Không cắn đâu. Nó cắn chỉ cắn một chân thôi. Đấy nó mừng mà. Sếp Hải mình là khắc tinh của vitamin Go Go. Đánh giá là chó nó nhìn thấy nó hơi hốt. Được không? Nhưng mà mọi người thấy view đây như nào? Ăn xong là đi cắt lúa nha. Ờ, phía dưới kia có các cô chú đang cắt lúa dưới kia kìa. Đấy. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mọi người ngủ ngon chứ? Đẹp ha, mây. Đẹp. Hôm qua hai đứa con gái ngủ với nhau mà sao phòng hai đứa ổn thế? Hả? Dạ, phải ổn thế chứ anh? Ổn thế. Ngủ là phải ổn, tại vì ở đây là phòng cái bên nhau ấy. Nên là mình nói hay gì mà ha, trời tối qua anh Hải sùm hết. Anh Hải bảo là không nha, không ngủ được, phải rủ câu cá đi nhậu. Em nghe hết luôn á. Nhưng mà tối qua xuống xếp rủ ai câu cá đấy? Hả? Xếp rủ ai câu cá? Nhà. À. Nhưng mà anh có câu cá được không? Câu được 3 con cá bằng 3 cái đầu ngón tay. Ôi nhưng mà hôm nay cảnh bình minh hoàng hôn, bình minh này đẹp nhỉ? Bình minh hôm nay buổi sáng 5 giờ em đã dậy rồi đấy. 5 giờ em dậy là em đi đón bình minh rồi. Quá đẳng cấp. Cà phê sáng với tôi được không? Ờ, xin mấy ly cà phê đấy ngồi. À, cà phê ở đây là có cà phê G7. Ok, được. Được không? Dạ, đấy, hôm qua anh đã nhìn thấy là cà phê G7 rồi. Ồ, đó nằm, em thấy con chó này sướng nha. Không. Có cái view sáng. Đúng thật. Hơi nắng rồi. Đấy. Chủ về. Cảm ơn anh. Đây, mọi người thấy chưa? Quá uy tín luôn. Mì tôm trứng nhá, lại còn rau nữa. Sáng ngày chị chủ ở đây đã dậy rất là sớm luôn.
để đi hái rau cải ấy. Dạ. Đấy. Ô, cái này mình không phải là chị chủ đâu nha, mà cái này là em chủ thôi. Hôm qua mình hỏi rồi. Hôm qua là uống rượu hỏi rồi. Ủa là tối qua có nhậu luôn hả anh? Nhậu ác luôn rồi chị. Tối qua kêu chứ trời. Qua. Đây bạn này. Nước mắm thì đây nhé. Dạ. Vâng ạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh chị nhá. Anh chị. Dạ. Anh chị buổi sáng ngày mới vui vẻ tốt lành. Đây có nghĩa là cái khung cảnh mà để ăn bát mì ngon nhất trước giờ đấy anh em. Bát mì này là phải gọi là bát mì view triệu đô. Đấy. Bát mì này, bát mì triệu view. Diễm chụp ảnh. Củ dừa nhà em thì mọi người mua liên hệ ở số nào Diễm? Dạ, khán giả của kênh Chợ Phiên Tây Bắc mua củ hủ dừa thì có thể ủng hộ Phan Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Mua 2 kg củ hủ dừa thì sẽ tặng một loại chấm chéo mà anh Chợ Phiên Tây Bắc đang phân phối. Đấy, còn Song Hỷ thì sao? Nếu mà cô chú, ông bà cô chú mà có mua đường mà không nút có Song Hỷ thì liên hệ Song Hỷ số điện thoại là 0344226262. Đấy, 0344226262 đúng không? Đúng rồi. Còn Diễm đọc lại một lần nữa nào. Dạ, 0981128578. Đấy. Mời cái nhãn sáng nhận được. Xếp sống ảo ấy. Đấy. Nhưng mà phải nói là khung cảnh này đẹp quá. Nếu mà để thưởng thức với bát mì tôm ở đây đúng là hết bài luôn. Hết đi chấm luôn. Vâng. À, anh còn bảo làm bể bơi vô cực ở đây cơ. Ồ. Đấy, đúng là quá tuyệt vời luôn. Bên này cũng vẫn là nhà mình hả anh? Em trai. À. À, có một cái điều đặc biệt là anh đã sử dụng chanh đi hơn. Chanh giấy. Đấy. À. Em nặng cho anh luôn nha. Ok, cảm ơn em. Thâu tóm luôn anh ạ. Đấy. Chanh giấy này nó thơm lắm anh ạ. Ngon như nhờ. Trộn hết luôn. Cái nước mắm đâu nhỉ? Cái tổng nữa, cho nó đẹp đẹp, nó đỏ đẹp đẹp. Sếp Hải thấy vừa chưa? Quá ngon luôn. Nếu chưa vừa thì là có nước mắm ở dưới đấy. Bát mì tôm ngon nhất. Thêm miếng bột ngọt luôn. Mời cả nhà nha. Nếu là nhỏ là thử là ăn mì là mình thêm một tí bột ngọt cho nó đậm nhẹ. Ở ngoài Bắc thì hay ăn bột ngọt, nhưng mà ở trong miền Nam thì là hay ăn đường. Dạ đúng rồi. Mời cả nhà nha. Mì đã đời hết. Trong cái khung cảnh này đồ ăn bát mì đúng là quá tuyệt vời luôn. Sướng nhất là anh em mình luôn ấy. Không, tức là không bỏ công mình đi cái cung đường nó vất vả ấy. Cung đường quá là xa là vất vả. Ngon quá. Ngon quá. Đã, nhưng mà thật sự luôn anh em mình á gì nhưng mà cùng sở thích với nhau là rất giống thích ăn mì nha. Chuẩn mì luôn đấy. Má đỉnh. Dạ. Đi đâu cũng là thích ăn mì ạ. Đi đâu hầu như nếu buổi sáng là bình thường là anh em mình sẽ gọi mì đấy. Ăn nhiều mì tôm mà. Mì tôm má đỉnh. Ở khách sạn ăn buffet cũng gọi mì. Đúng buffet gọi mì đúng thật nhỉ. Mà đi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc luôn đấy. Anh ăn rồi nuốt nước miếng luôn ạ. Anh vẫn nuốt mà. Nên mọi người cứ ăn đi, ăn không tức là không phụ lòng anh buổi sáng ngày hôm nay. Đấy. Rất tốt. Cô ăn máy đỉnh. Nhưng mà anh ăn hôm nay là mình di chuyển xong rồi chiều mình về tới thành phố luôn hả anh? Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ di chuyển từ đây ra thành phố, chắc là buổi trưa là sẽ tới thành phố thôi. Đấy, thì buổi sáng nay không biết là Sếp Hải dự định là quay ở thành phố hay là quay ra dọc đường hay như thế nào. Nếu dọc đường thì mình sẽ đi chậm hơn. Nhưng mà thật sự là cung đường từ đây mà ra đến đường lớn để đi lên thành phố là nó rất là xấu. Đấy. Xấu hơn hôm qua nữa. Xấu hơn hôm qua rất nhiều. Sếp Hải em dạo này khó tính, anh chạy ấy cẩn thận. Nếu vậy phải ăn thêm. Yên tâm là có Phạm Dũng lo cái vụ đấy rồi. Anh là lo Song Hỷ. Đấy, Phạm Dũng là lo Sếp Hải với lại cả em ở xe bên đấy. Đúng là nhớ trước đây là trong suốt cái cuộc hành trình ấy nhờ. Dạ. Đấy, là Hải sẽ ngồi xe bên đấy. Ngồi nó nhiều quá, đổi ngược lại được không? Hả? Cái gì? Bỏ ai nói nhiều lắm. Được. Thôi em nói vui ấy. Thì ra là người chọn cái xếp à? Đấy, thì ra là nhà người chọn là hết. Đấy. Đúng là bát mì tôm.
Rồi cái bát mì không thấm đâu à? Sẽ bán bát nữa không để em gọi? Chờ tí nghỉ mệt đi, anh em mình gọi chung luôn. Ui. Ngon. Đúng ngon thật sự luôn, cơm dễ ăn. Dễ ăn. Và buổi sáng mà lại thêm trứng với lại cả rau cải nữa. Đúng là ăn bát mì tôm rồi ngắm một cái view quá là tuyệt vời luôn. Mà khi mình có một cái cả, mình là mình ngồi mình hơi nắng để có thêm vitamin. Vitamin gì? Vitamin D anh. Quá ngon. Đấy. Giờ tôi lại làm cái bát mì ăn nha. Ui giời ơi. Em bỏ ớt chanh ở cậu đấy, cậu chỉ cần còn thêm tí muối nữa khuấy đều là ăn. Thôi, em bỏ như vậy rồi thì anh chỉ việc ăn thôi. Xin phép mời cả nhà nhá. Cảnh rất là đẹp. Em thôi cậu. Đúng là rau cải ngon nhờ. Nó giòn á. Như này còn hơi ít rau cải ấy. Hôm sáng chị đi sớm ấy, chị hái được bấy nhiêu rồi. Nhưng mà phải công nhận là em tưởng nó là bây giờ là ở Hà Giang lạnh nhưng mà không là nắng nhiều chứ. Đây là khu vực phía tây của Hà Giang. Đấy. Nhưng Hà Giang lại thuộc là khu vực Đông Bắc. Đông Bắc. Nên đây là phía tây. Phía tây thì nắng nhiều hơn anh. Nhiều khu vực phía đông Hà Giang là khu vực ở Mèo Vạc Đồng Văn ấy thì là toàn núi đá. Nhưng khu vực này thì lại toàn là ruộng bậc thang. Thì ở đây rất là nhiều những du khách này đến từ nước ngoài, họ thích kiểu đi kiểu trekking ấy. Đấy. Nên là đi đây rất là hợp lý luôn. Sáng ngày thì ở trên cái thửa ruộng móng ngựa ấy là cả khách nước ngoài lẫn khách Việt. Mà buổi sáng anh đặc biệt anh thấy là toàn các cô các chú tầm trung trung tuổi nhá, không có bạn thanh niên nào. Có lẽ là các bạn tối qua nhậu nhiều quá hay nào ấy. Đúng rồi. Giống như ai kia đấy anh. Tối qua nhậu sáng dậy đâu nổi đâu. Nhậu mà không kêu là tội ác. Thì ra là tại vì em nghe anh kêu là khó ngủ quá, câu cá nhậu thôi. Uống giờ lon cho dễ ngủ. Mà em ở sông Hỷ chờ hoài không thấy ai gọi là đi nhậu hết. Mình cố gắng là mình giả bộ mở nhạc lên to thật là to để gây sự chú ý. Gây sự chú ý. Tối qua thì là hai bạn ngủ nhưng mà hai bạn mở nhạc to. Đấy để cho sếp Hải không ngủ được. Rủ đi nhậu nhưng mà mình rất tình đòn không thể rủ. Bởi mình biết là nếu mà có rủ thì sáng nay nó không dậy được đâu. Không có nó đổ tội, nó đổ thừa đâu, nên không có mì mà ăn đâu. Nhưng mà phải nói là cái khung cảnh ở đây đúng là nhìn này, nó tuyệt vời. Vì dưới kia cô chú đang gặt đấy. Bắt đầu vào vụ rồi, ở bên này bắt đầu gặt rồi. Nếu mà anh em mà có đi qua khu vực này chơi thì cố gắng là trong tuần này sau khi lên video phát anh em phải đi luôn. Chứ nếu không là không có cơ hội. Đúng rồi, lúa thì bắt đầu chín rồi, chín nhiều rồi. Nhưng mà hôm qua anh nghe nói là ở đây ấy thì bà con cũng cố gắng là để cho lúa nó lâu nhất, nó lâu nhất có thể đấy. Thu hút khách du lịch. Thịt mũi rồi đấy. Nóng. Ôi dồi ôi. Em thấy ớt ở đây không? À, ớt cay mà. Cay, nó béo béo mà. Em bảo vô hồi luôn á. Nhưng mà giờ này nhìn xong thì càng ngày xinh nhỉ. Chắc em hợp thời tiết ở Tây Bắc đây. Ở Tây Bắc luôn. Ăn đi theo cậu ăn đưa đi. Đi không? Chứ không giống như ai đây. Ai đây sao anh? Hả? Ai đây sao? Ý là ra Tây Bắc là xinh hơn. Nhưng mà hầu như là diễn ra Tây Bắc cái xong là về là phải tuốt tát lại nhan sắc đấy. Rồi. Em không hợp cái không hợp này. Cái da của em ấy. Em cứ về mà hay lắm nha. Khoảng năm mấy này có nghĩa là em cứ đi ra đây, không em về em lại phải đi chăm sóc lại da. Xong da em nó vừa hơi ổn là em lại đi ra. Chắc là phải em á thì ngược lại.
mỗi lần mà da hơi hơi xấu xấu á, khi mà đi ra Tây Bắc thì ta không biết sao mà mình nhìn mình nhiều khi mình quay phim hoặc chụp hình mình thấy mình trắng. Ờ, đẹp hơn đúng không? Cái da nó mịn hơn. Mấy lại cái khung cảnh ngoài này nó đẹp hơn đấy. Nhưng em ăn thấy cái gì để bôi vào để cho da nó mịn? Em chỉ xài dưỡng ẩm thôi, chứ em đâu xài gì đâu. Với kem chống nắng thôi. Bắp mì xứng đáng đồng tiền nó gạo. Ngon thật. Hết chưa? Nước mới hết rồi. Hết cả, uống hết nước luôn đi. Nhưng mà sếp Hải ăn nhanh. Đều chất chân quý. Cảm ơn sếp ăn nhanh để quay giúp em. Nhưng mà ăn cái này cho tí ớt vào nó thơm thơm đúng không? Chanh ớt rất là thơm luôn. À, hết chưa? Lên được. Bác. Em ơi, hết đi, uống hết nước đi. Nghiện này còn ngại gì nữa. Em ăn mì thôi. Chào thêm tô mì thứ hai. Ôi, no quá. Mọi người ăn no đi. Buổi sáng nay mình di chuyển cũng tuy là nó tức là tuy số km nên nó ít thôi, nhưng mà do đường xấu nên mình đi cũng khá là dài ấy. Mà theo kinh nghiệm của Hải thì nếu mà đường sóc này mọi người không nên ăn no quá, vì no quá thì nó sẽ dễ tức bụng ấy, khó chịu người. Ăn nó vừa vừa thôi. Đấy, chứ ai ai, ai ăn cái này. Đừng để đói là được. Đừng để đói quá là được. À, khi mà đi cung đường sóc ấy, các bạn là kinh nghiệm là của mình là bao năm làm xe là các bạn không nên ăn đồ có nước nhé. Không ăn gì ạ? Không ăn đồ có nước, không ăn bún phở rồi. Mì tôm một tí nữa lại sợi mì lại thòng lọng ở mũi. Không nên ăn bún phở, nhất là mì tôm. Anh em mình đâu đến mức đó anh. Anh em mình đi khỏe mà. Hôm qua anh em mình ăn phở, đâu sao đâu đúng không? Cảm ơn công an rất nhiều, buổi sáng hôm nay quá tuyệt vời. Để mà nói thì Diễm với cả Trong Hỷ ấy, là hai bạn là người miền Nam, nhưng mà đi ra miền Bắc, mà đi những cái cung đường miền Bắc, anh em mình đã hành trình rất là dài đấy. Nhưng mà hai em sức bền đúng là mày trâu chưa? Trên cả tuyệt vời luôn đấy. Không thật mà hơn, em là thuộc dạng em cảm nhận là em rất là khỏe. Nhưng mà đi đường ngày hôm qua là em phải làm thêm hai cái bánh ấy. Hộp xôi nữa. Đúng rồi, hộp xôi hộp xôi là có ai đi ăn nữa, anh Hải là nửa hộp rồi mà hôm qua mua ở chỗ phở ấy, là có rút ấy, anh Hải ăn hết rút luôn. Em chỉ ăn xôi không thôi. Nhưng mà sếp anh ngồi bên đấy nó có vui lắm anh, vui. Vui à, vui à? Vui. Tại vì làm anh với sếp đồng hành. Anh lúc đó anh mệt đúng không? Không à. Mà qua bên em cũng vui lắm. Sếp là hay kiểu là kéo gỗ ấy. Đấy. Nhưng mà đi ngày hôm qua là anh Hải ngoan không có ngáy anh. Thật á? Không có ngáy. Ủa, thế nào không ngáy? Không biết sao mà em cảm nhận là anh không dám ngủ. À. Tại cái đường khó đi hay sao anh không dám ngủ. À. Đấy nghĩa là mới nằm. Không, các bạn anh ngồi cạnh Song Hỷ đấy. Anh ngủ anh sợ là kiểu là như một thói quen nó nguy hiểm. Thôi này, thế nên là ngày hôm nay thì Song Hỷ sang xe anh đi. Nhá. Xe anh đi, còn đâu là Diễm phụ trách khu vực mảng bên đấy. Áp lực em, công việc em với lại Phạm Nhũng rất là nặng nề luôn. Thôi, thôi, đủ hồi hộp. Cố gắng em nhé. Có lẽ là sau đây là anh em mình sẽ ăn sáng xong để anh em mình nghỉ ngơi một chút. Sau đó anh em mình tiếp tục là di chuyển cung đường là từ Hoàng Su Phi ra tới thành phố Hà Giang và tiếp tục cái cuộc hành trình khám phá Hà Giang. Rất cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng anh em mình và ủng hộ cho anh em mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha. Bye bye.